Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Hai Nước Đại Dương. Hôm nay một buổi sáng đẹp trời của ngày mùng 4 tháng 3 năm 2019. Anh Nguyễn Gia Vường được set up cũng như lắp đặt một bộ sự kiện nó tương đối là, tức là nó không phải lớn lắm nhưng mà đủ lực, tức là đủ âm, đủ lực và để có thể phục vụ hội nhà gái hoặc hội trai với phân khúc tức là cũng tương đối mạnh đấy. Thì bộ là anh Nguyễn set up cho một bác ở trong Nghệ Tĩnh, một bác ở trong Nghệ Tĩnh thì bác ấy xin là giấu tên. Bộ này bao gồm có thiết bị sau. Thứ nhất là một đô la Array ZCF sử dụng là 2 bát 30, một chiếc kèn và một đôi loa JBL 745, thì dòng này dòng loại 2 nhưng mà nó thực sự nó cực chất luôn. Bát của nó là từ 220 họng 100 và chiếc nó từ 17 họng 74. Cái đôi này là ZCF Array, cái dòng này là nhập khẩu từ Trung Quốc về nhá. Người Trung Quốc nghiên cứu sản xuất và nhập khẩu nguyên khối về này. Và em phải định bác bát loa này và chiếc loa, bát loa chiếc loa thì theo công ty em được biết ấy, người ta báo là của nhập trực tiếp từ Italia. Thế còn một số anh em trên mạng về bán thì có thể là do Trung Quốc sản xuất thì cái giá thành nó có thể nó giảm đi một chút, lại giảm một chút. Cũng cái thùng này giống nhau nhưng mà cái bát chỉ cần khác nhau thì nó đã chênh lệch về giá thành. Thì bác lưu ý và lựa chọn cái bát và chiếc nhập khẩu ở Italia và thùng này là do Trung Quốc sản xuất và bọn em nhập nguyên khối về, cũng báo cáo bác lại như vậy, cũng như công ty người ta báo vậy. Và một đôi loa JBL 715 có thể rất đủ lực và đủ độ sáng để chơi. Và ghép một đôi loa súp đơn 50, mặt bát của nó đều là 50 từ 2 họng 100, thì đấy là cái bộ ngoài có thể nói là tương đối mạnh. Và một cụ đẩy Martin 18.000, 4 kênh, mỗi kênh ra là 1.300W. Thì anh Nguyễn đã sử dụng 3 kênh để đánh cho loa left right, một kênh đánh cho đôi súp, một kênh đánh cho súp là ok rồi. Một con vang số DKX28 là trọng điểm mà sở trường để setup các cái bộ ở sự kiện, tức là khó tính sử dụng những chiếc lớn, từ lớn thì bắt buộc phải dùng vang số và dùng hệ thống máy đo âm cực chính xác. Và cộng với kinh nghiệm 18-20 năm của anh Nguyễn làm một chiếc lưng tiếng để là cho nhạc hay hơn, một cần đi nguồn để chống sốc và một chiếc mic UG925 mã bắt cực tốt, không bỏ sóng và bay và đảm bảo bác mic xịn, đảm bảo từ 4 cân trở lên. Lưu ý nhá, thì mic UG9 vẫn là trong mic huyền thoại và độ bền cao, bắt âm rất là hay. Thì đây là bộ mà anh Nguyễn đã set xong rất là tốt, các bạn có thể nghe tiếng mic, tiếng mic của nó rất là bay. Với một cái tay em có thể lấy từ cái vị trí em đứng đến cái loa này nó rơi vào tầm khoảng chắc là được 1.5 mét đấy, 1.5 mét 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ZQ KS2 1 2. Thì đây là chính là mic thoải mái nhá. Đây em có thể lắc mic, còn cố tình có thể nó cũng rít đây, trong một chứng kiến của bác khách hàng đây rõ ràng đây không rú rít, tiếng rất là bay và nhiều nhẹ. Và chiếc vang số này em sẽ áp cho bác sẽ làm với 5 chế độ. Chế độ nhất là hát eco gì vật, chế độ thứ hai là hội nghị, chế độ thứ ba là mc, chế độ thứ tư là gì vật và chế độ thứ năm là eco hát truyền thống. Sau khi đã được căn chỉnh sáng một cách chi tiết bài bản phương hợp các loa với nhau thì anh Nguyễn sẽ hay như này rồi, nó có thể là tham khảo tiếng nhạc một chút, sau đó nó sẽ nghe tiếng mic thực hiện từ bộ, từ cái bộ mà sự kiện này. Nghe một bản remix nó căng.
hát một bản karaoke với nhá, trên một dàn máy này. Hôm qua em đi tìm về, đời em ở mãi con đi đâu nào, khăn nhung quần đầy rộn ràng, áo cài quý bông, em làm khổ tôi, đào đông cái em lộn rồi, cái sân đêm rồi, chuộc ngồi xa xôi, đào đâu cái áo tư thật, cái khăn bỏ qua. Quý vị là một bộ sự kiện hay có sử dụng Motorola JBL 715, Motorola Array sử dụng 2 bát kép 30 từ 19-16 và chép 17 nhập khẩu ở bát kép nhập khẩu Ý cùng Trung Quốc sản xuất và đôi thúc đơn 50 Nhật Bản và cùng đại mức tin 18.000, một vang số, một lưng tiếng, một quả liên nguồn là một mic cùng với trên đây là má. Thật ra hay như thế này. Hôm qua em đi tìm về, đời em ở mãi con đi đâu nào, khăn nhung quần đầy rộn ràng, áo dài tinh vỡ, em là của tôi.